Với sự phát triển không ngừng của việc khám phá không gian, việc khám phá mặt trăng của con người đã dần có những bước đột phá. Một trong những vấn đề then chốt là làm thế nào để cung cấp đủ oxy hỗ trợ cho các sứ mệnh thám hiểm không gian trên mặt trăng. Và sản xuất oxy trong đất mặt trăng đã trở thành một phương pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Bầu khí quyển trên mặt trăng cực kỳ mỏng và hầu như không chứa oxy nên các sứ mệnh thám hiểm không gian phải mang theo nguồn cung cấp oxy đầy đủ. Phương pháp truyền thống là vận chuyển oxy từ trái đất lên mặt trăng, tuy nhiên, phương pháp này rất tốn kém, không chỉ tiêu tốn nhiều nhiên liệu mà còn làm tăng tải trọng của tàu vũ trụ. Vì vậy, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng các nguồn tài nguyên hiện có để lấy oxy trên mặt trăng nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp của trái đất. Trung Quốc cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc nghiên cứu, phát triển và đổi mới thiết bị sản xuất oxy. Lunar soil là đất trên bề mặt mặt trăng, rất giàu các nguyên tố kim loại và oxit. Các nhà khoa học đã quan sát thấy khi nhiệt độ bề mặt cao hơn, một phần oxit trong đất mặt trăng sẽ bị phân hủy và giải phóng oxy. Hiện tượng này được gọi là phản ứng phân hủy nhiệt của đất mặt trăng. Dựa trên hiện tượng này, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng đất mặt trăng để tạo ra oxy. Quá trình sản xuất oxy từ đất mặt trăng trên mặt trăng có thể được chia thành nhiều bước. Đầu tiên, tàu thăm dò sẽ thu thập các mẫu đất mặt trăng và mang về phòng thí nghiệm cơ sở. Sau đó, trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã xử lý trước các mẫu đất mặt trăng để loại bỏ tạp chất nhằm đảm bảo các thí nghiệm tiếp theo có thể tiến hành suôn sẻ. Để sản xuất oxy trên mặt trăng, các nhà khoa học đã nung nóng đất mặt trăng đến nhiệt độ cao, thường trên 1000 độ C. Trong điều kiện nhiệt độ cao, các oxit trong đất mặt trăng sẽ trải qua các phản ứng phân hủy nhiệt để tạo ra oxy và các loại khí khác. Sau đó, các nhà khoa học tách oxy thu được khỏi các loại khí khác thông qua một loạt các bước tách và tinh chế. Oxy tinh khiết có thể được lưu trữ hoặc cung cấp trực tiếp cho các sứ mệnh thám hiểm không gian. Để đảm bảo chất lượng oxy trong khoang vũ trụ, các nhà khoa học cũng sẽ tiến hành một loạt thử nghiệm và kiểm tra oxy được chiết xuất để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng. Nhóm nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế và sản xuất thiết bị sản xuất oxy và phát triển một loại thiết bị sản xuất oxy mới có kích thước nhỏ và hiệu suất năng lượng cao. Các thiết bị này áp dụng công nghệ tự động hóa và điều khiển quy trình tiên tiến để làm cho quy trình sản xuất oxy trở nên thông minh và dễ kiểm soát hơn, cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất oxy của thiết bị. Tất nhiên, công nghệ sản xuất oxy trong đất mặt trăng vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, chưa được áp dụng trên quy mô lớn. Các nhà khoa học cũng cần giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, như làm thế nào để nâng cao hiệu quả khai thác oxy, làm thế nào để xử lý các chất có hại trong đất mặt trăng, v.v. Tuy nhiên, với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ sản xuất oxy từ đất mặt trăng dự kiến sẽ trở thành phương thức cung cấp oxy quan trọng cho các sứ mệnh thám hiểm không gian trong tương lai. Với sự gia tăng dân số và sự phát triển của công nghiệp, oxy như một nguồn tài nguyên quan trọng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, do những vấn đề của công nghệ sản xuất oxy Trung Quốc đã có những đột phá, tiến bộ lớn trong lĩnh vực công nghệ sản xuất oxy và đạt được những kết quả thu hút sự quan tâm của thế giới. Công nghệ sản xuất oxy hấp phụ áp suất chuyển đổi, Pressure Swing Adsorption PSA, được phát triển ở Trung Quốc đã đạt được những bước đột phá đáng kể về hiệu quả và tiêu thụ năng lượng. Công nghệ PSA là phương pháp tách khí bằng chất hấp phụ rắn, tận dụng ái lực, thuộc tính điện tử và tốc độ khuếch tán khác nhau của các loại khí khác nhau trên chất hấp phụ để đạt được hiệu quả tách oxy. So với công nghệ sản xuất oxy lỏng truyền thống, công nghệ sản xuất oxy PSA có ưu điểm là vận hành đơn giản, thu nhỏ thiết bị và tốc độ phản hồi nhanh. Trong các phòng thí nghiệm và sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc, công nghệ sản xuất oxy PSA đã được sử dụng rộng rãi, cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất oxy và giảm tiêu thụ năng lượng. Trung Quốc cũng đã có những bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực công nghệ tách màng sử dụng vật liệu màng cụ thể để tách khí, có thể đạt được hiệu quả tách oxy bằng cách điều chỉnh kích thước lỗ của màng, hiệu suất màng và các thông số quy trình. Nhóm nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đã đạt được những bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu phát triển vật liệu màng cũng như tối ưu hóa các quy trình tách màng, đồng thời đã phát triển một loạt vật liệu màng hiệu suất cao, có tính chọn lọc cao để điều chế oxy có độ tinh khiết cao. Những vật liệu màng này có tính thấm tốt, tốc độ hấp thụ oxy cao và cường độ nén, giúp giải quyết hiệu quả vấn đề hiệu suất tách khí thấp trong công nghệ tách màng truyền thống và đưa công nghệ sản xuất oxy của Trung Quốc tiến thêm một bước. Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, niềm đam mê và mong muốn khám phá không gì. Một trong những thách thức lớn trong việc khám phá và sinh sống trên mặt trăng là việc cung cấp oxy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của công nghệ sản xuất oxy trong đất mặt trăng đã mở ra cánh cửa cho tương lai của mặt trăng. Công nghệ sản xuất oxy trong đất mặt trăng cung cấp sự đảm bảo tài nguyên quan trọng cho việc khám phá mặt trăng. Các nhiệm vụ phát hiện truyền thống cần phải mang theo đủ nguồn cung cấp oxy, điều này hạn chế thời gian và phạm vi thăm dò của nhiệm vụ. Với công nghệ sản xuất oxy từ đất trên mặt trăng, các phi hành gia có thể tiếp tục sản xuất oxy với sự trợ giúp của các nguồn tài nguyên trên mặt trăng mà không cần phải vận chuyển thêm oxy.
Điều này sẽ mở rộng đáng kể khả năng khám phá mặt trăng, cho phép chúng ta nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc địa chất của mặt trăng, nguồn nước ngầm và các khu vực chưa biết khác về mặt trăng, thúc đẩy sự định cư của con người trên mặt trăng. Việc sản xuất oxy trên mặt trăng cũng có thể mang lại khả năng thiết lập căn cứ lâu dài và nơi ở của con người trên mặt trăng trong tương lai. Công nghệ sản xuất oxy từ đất mặt trăng có thể cung cấp nguồn oxy liên tục và tái tạo cho căn cứ mặt trăng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các phi hành gia và nhu cầu nghiên cứu khoa học. Đồng thời, công nghệ sản xuất oxy trong đất mặt trăng cũng cung cấp những phương pháp mới để sử dụng và phát triển tài nguyên mặt trăng, chẳng hạn như các nguyên tố kim loại trong đất mặt trăng được sử dụng để xây dựng cấu trúc và thiết bị của căn cứ mặt trăng. Ý nghĩa đối với các nguồn năng lượng tái tạo của trái đất, việc phát triển và ứng dụng công nghệ sản xuất oxy từ đất mặt trăng cũng mang lại nguồn cảm hứng cho việc phát triển.